Một nhân viên cảnh sát di trú ICE có trách nhiệm trục xuất di dân bất hợp pháp ở Oregon mới vừa bị bắt và bị truy tố 10 tội tấn công tình dục và một tội loạn luân. Theo cơ quan cảnh sát tiểu bang Oregon, hôm thứ Bảy vào ngày 15 tháng 9 năm 2018 cho biết, ông Blake V. Northway, 55 tuổi, đã bị bắt sau một cuộc điều tra hỗn hợp giữa cảnh sát tiểu bang và văn phòng thanh tra ICE, theo bản tin của hãng thông tấn UPI. Cơ quan cảnh sát tiểu bang Oregon nói là việc truy tố không liên quan đến công việc của ông Northway tại ICE. Tuy nhiên, cơ quan ICE thu hồi mọi quyền hành của ông này, đồng thời cho nghỉ ở nhà để mà chờ kết quả cuộc điều tra. Ông Northway bị cáo buộc là tấn công tình dục một người thân ở tuổi vị thành niên từ năm 2009 cho đến năm 2013. Theo bản tin của tờ báo địa phương The Oregonian, ông hiện bị giam tại nhà tù ở quận Jackson County với số tiền thế chân tại ngoại hầu tra được ấn định đó là 1 triệu Mỹ kim. Phát ngôn viên của cơ quan ICE, bà Tanya Roman, nói rằng sở quan thuế và di trú buộc nhân viên của mình phải có sự hành xử chuyên nghiệp ở mức cao nhất và không chấp nhận bất cứ ai vi phạm luật pháp. Bà Roman cũng cho hay cơ quan ICE sẽ tiếp tục cộng tác với các cơ quan công lực cho tới khi vấn đề được giải quyết. Một bà Việt kiều Úc chuyển ma túy sang Úc và bà đã bị tòa án truy tố. Đó là bà Lưu Sơn Quý. Và ta cùng đồng phạm bị cáo buộc là mua bán hơn 3 ký heroin cùng tiền chất sản xuất ma túy để chuyển sang Australia. Vào ngày 22 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chuyển cáo trạng ủy quyền cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thành phố Sài Gòn giữ quyền công tố xét xử 5 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy và mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Các bị can Lưu Xuân Quý mang quốc tịch Úc và Lưu Bá Nhàn, trú tại quận Tân Phú, bị cáo buộc hai tội danh trên. Ba người gồm có Hoàng Cát Triệu, trú ở quận Tân Bình, và Nguyễn Văn Hiếu ở quận Gò Vấp, và Lê Trần Tuấn Khanh ở quận Tân Phú, bị truy tố tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công tố, Quý quen người phụ nữ tên là Hoa, là một Việt kiều Úc. Khi cô này có mặt tại thành phố Sài Gòn, Hoa đã đặt vấn đề với Quý đặt mua tiền chất để sản xuất ma túy gửi sang Úc và chỉ cho bị can này cách nấu thuốc tây thành tiền chất. Lưu Xuân Quý và Nhàn đã mua các thùng hóa chất và dụng cụ để chế biến tiền chất ma túy. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Triệu, Lưu Xuân Quý còn tham gia mua bán gần 1,7 kg heroin rồi chuyển cho Khanh đóng gói gửi sang Úc qua đường bưu điện. Vào tháng 5 năm 2017, đường dây mua bán heroin trên lộ diện khi cảnh sát bắt quả tang Nhàn và Khanh đang giao nhận một gói hàng ở quán cà phê. Năm người trên đã bị bắt giữ và cảnh sát làm rõ số heroin trọng lượng gần 1,4 kg được giấu ở trong các vách thùng cạc tông để chuẩn bị chuyển sang Úc vào hồi tháng 3 năm 2016. Thu giữ tại Trung tâm Khai thác Vận chuyển Bưu điện thành phố Sài Gòn là nhóm Triệu và Quý. Cơ quan công tố cáo buộc là từ năm 2015 đến khi bị bắt giữ, đường dây Lưu Xuân Quý, Khanh, Nhàn, Triệu, Hiếu đã mua bán 9 bánh heroin với tổng trọng lượng là hơn 3 kg và cùng tiền chất ma túy. Triệu giữ vai trò chủ mưu chỉ đạo Quý mua bán, Hiếu giúp Quý mua bán 1,7 kg heroin. Nhàn và Khanh mua bán, giao nhận ma túy và tiền chất ma túy gửi sang Úc. Chính quyền liên bang đã giao hàng ngàn trẻ em di dân lậu không có người đi cùng cho các nhà bảo trợ. Nhưng năm ngoái họ mất dấu gần là 1.500 trẻ em trong số đó. Stephen Wagner, một quan chức hàng đầu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, đã tiết lộ con số này cho một tiểu ban thượng viện trong khi thảo luận về tình trạng của văn phòng tái định cư tị nạn, ORR,
giám sát việc chăm sóc trẻ em di dân không có người đi cùng. Ông Wagner là trợ lý giám đốc tạm quyền của Cơ quan Quản lý Trẻ Em và Gia đình, là một phần của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, là một chương trình quản trị dành cho trẻ em và gia đình. CNN loan tin rằng ông Wagner cho biết là trong 3 tháng cuối năm 2017, ORR đã mất dấu gần 1.500 trẻ em di dân mà họ đưa đến các nhà bảo trợ. Tuyên bố của ông Wagner gây chú ý trong bối cảnh trẻ em di dân lậu đang bị tách khỏi cha mẹ ở biên giới. Ông Wagner cho biết Bộ Nội an đã gửi hơn 40.000 trẻ em di dân đến ORR trong năm tài chính năm 2017 vừa qua. Sau khi các em rời các trại trú ẩn ORR, phần lớn được gửi đến sống với những người bảo trợ có mối quan hệ gần gũi với các em, ví dụ như là phụ huynh hoặc là họ hàng, mặc dù là một số em được gửi đến bà con xa hay là không phải là người thân của mình. Từ tháng 10 đến tháng 12 cuối năm 2017, ông Wagner đã nói với tiểu ban rằng ORR đã liên lạc với 7.635 trẻ em để mà kiểm tra tình trạng sống hiện thời của chúng. Nhưng ORR đã không thể xác định chắc chắn nơi ở của 1.475 trẻ em. Ông Wagner cũng cho biết là 28 em đã bỏ đi. Ông cho rằng Bộ Nội an ORR không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với trẻ em sau khi chúng rời khỏi hệ thống ORR. Ông Wagner cho biết nếu ORR phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn và hạnh phúc của những đứa trẻ di dân không có người lớn đi cùng này, thì họ cần được gia tăng thêm nguồn lực. ORR có một loạt các đánh giá để mà xác định xem là các nhà bảo trợ có đủ điều kiện để mà chăm sóc một đứa trẻ hay không. Các chính sách đó cũng được tăng cường kể từ tháng 2 năm 2016. ORR đánh giá mối quan hệ của nhà bảo trợ và đứa trẻ cũng như là kiểm tra lý lịch để bảo đảm trẻ em không rơi vào tay của những kẻ buôn người. Tuyên bố của ông Wagner đã được loan khi là Bộ Nội an binh vực chính sách có thể dẫn đến việc chia rẽ nhiều gia đình ở biên giới. Trong một buổi điều trần ở Thượng viện, Bộ trưởng Bộ Nội an Kirsten Nielsen cho biết sự chia rẽ tương tự xảy ra ở Mỹ mỗi ngày. Bà Nielsen cho biết theo chính sách này thì tất cả di dân lậu vượt qua biên giới đều sẽ bị truy tố, ngay cả khi họ tuyên bố họ xứng đáng được tị nạn hoặc là có con nhỏ. Bất kỳ phụ huynh nào bị truy tố sẽ bị tách khỏi con cái của họ trong quá trình này. Chính sách của chúng tôi là nếu quý vị vi phạm luật pháp, chúng tôi sẽ truy tố quý vị. Bà Nielsen nói, quý vị có lựa chọn để đi đến một cổng nhập cảnh và không đi vào đất nước của chúng tôi một cách bất hợp pháp. Lương bác sĩ của Mỹ rất phức tạp, đòi lương từ hãng bảo hiểm như là đòi nợ. Bác sĩ cần phải có một team để mà chuyên đòi tiền dịch vụ cho mình. Tiền lương, nhất là lương ngành y, là một chủ đề nhạy cảm tại Mỹ này. Lúc mới qua California, một bác sĩ người Việt vô tư hỏi tôi, con làm bác sĩ lương tháng bao nhiêu vậy? Tôi đứng hình trong 30 giây vì hơn 17 năm ở đây, chưa ai hỏi tôi thẳng về tiền lương như là bác đó. Tôi nhìn bác rồi trả lời, lương của con bác tra Google một cái là ra liền. Để giải thích quý vị hiểu rõ về lương bác sĩ tại Mỹ được trả như thế nào, có lẽ tôi phải mở vài lớp về mã bệnh, mã tính tiền, các loại bảo hiểm, luật Medicare, luật Medicaid hoặc thuế, chi phí phòng khám, bệnh viện và Quốc hội Mỹ. Trong phạm vi chia sẻ này, tôi sẽ nói ngắn gọn cho chúng ta tiện theo dõi và hiểu một chút. Lương bác sĩ Mỹ chủ yếu trả theo hai mô hình, trả theo dịch vụ hoặc là trả theo nhóm bệnh nhân. Trả theo dịch vụ là loại thông dụng nhất, thường là áp dụng cho bác sĩ chuyên khoa, còn trả theo nhóm bệnh nhân thì thường áp dụng cho bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ đa khoa. Khi bệnh nhân đến khám tại phòng khám, thì họ thường chỉ trả copay khoảng là 20 đồng hoặc là 40 đồng tùy theo văn phòng hoặc là chuyên khoa. Sau khi bệnh nhân về thì phòng khám bác sĩ sẽ làm việc cật lực để lấy tiền từ công ty bảo hiểm về. Từ lúc gửi bưu tính tiền hãng bảo hiểm cho đến lúc nhận check là khoảng từ 2 cho đến 3 tháng. Mỗi lần khám bệnh, các bác sĩ có mã chẩn đoán bệnh ICD code cho lần khám đó,
ví dụ như là cao huyết áp, mã bệnh ICD-10 là I-10 và tính lần khám bệnh qua mã tính tiền đó là CVT code, đó là 99213. Mã bệnh 99213 sau đó được quy chuyển qua một đơn vị tính tiền khác, đó là RVU, một dạng dollar trong ngành y. Mã 99213 khám 15 phút thì được 1,29 RVU. Sau đó RVU tùy chuyên khoa, tùy vùng miền được quy đổi ra tiền mặt. RVU chẩn đoán không phẫu thuật giá thị trường năm nay đó là 1 RVU thì bằng là 35,8887 USD. Nghe thì có vẻ giống như Bitcoin nhưng thực tế là RVU ngày càng mất giá. Mấy năm về trước là khoảng 40 đồng, giờ giảm còn hơn xíu 35 đồng. Như vậy, khám cao huyết áp có thể lấy được 1,29 nhân cho 35,8887 thì sẽ ra được là 46,3 đồng cho mỗi 15 phút khám. Tính luôn tiền chi phí và bảo hiểm chuyên môn được thêm khoảng 4 đồng cho đến 5 đồng cho mã bệnh 99213. Tức là tổng cộng được 50 đồng. Tính ra trung bình khoảng là 170 đến 200 đồng một giờ cho bác sĩ gia đình chưa trừ chi phí khác. Như vậy tức là khoảng là 8.000 đô la trên một tuần, là 384.000 đô la một năm, trong đó có 4 tuần nghỉ phép. Trừ chi phí y tá, văn phòng, giấy tờ thì hết khoảng 50%, nên sẽ còn lại khoảng là 190.000 đô la Mỹ trên một năm, đó là lương bác sĩ gia đình. Nếu sống độc thân, thuế thu nhập là 33% của là 190.000 đô la Mỹ và đem về nhà được là 130.000 đô la Mỹ trên một năm. Và nếu là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chẳng hạn, mổ nội soi túi mật, mã tính tiền CPT là 47562 sẽ được khoảng là 11,63 RVU nhân cho 35,8887 thì được là 417 đô la Mỹ. Lương của bác sĩ phẫu thuật vì vậy cao hơn, khoảng là 320.000 đô la Mỹ trên một năm. Như vậy, càng làm thủ thuật nhiều thì sẽ có nhiều tiền hơn để chẩn đoán và ngăn ngừa bệnh. Chính vì sự bất công này nên gần đây chính phủ Mỹ đưa ra khái niệm trả theo mã bệnh hoặc là theo bệnh nhân. Ví dụ, bệnh viêm dưới da cần nhập viện sẽ trả một lần tối đa là 4.000 đô la Mỹ mỗi lần nhập viện, tính luôn chi phí cấp cứu, XR Labs, gọi là bác sĩ chuyên khoa v.v. Nói chung là tính tất cả. Bác sĩ phải tự tính sao cho có lời hoặc là lỗ nếu yêu cầu quá nhiều xét nghiệm. Đối với bệnh nhân ngoại trú, Medicare có chương trình trả chi phí hàng tháng cho bác sĩ gia đình. Cho dù là bệnh nhân có đến khám hay là không, chi phí này vào khoảng là 50 đô cho đến 140 đô trên một tháng cho một người bệnh, bao gồm tất cả các loại phí và dịch vụ trong vòng trọn một năm. Rất nhiều bác sĩ gia đình khám bệnh kiểu này và có thu nhập rất ổn định nếu có nhiều bệnh nhân có bảo hiểm Medicare, bảo hiểm liên bang. Cái khó là người bệnh dạng này không nhiều. Thường là trong một văn phòng là khoảng từ 10 cho đến 15% người bệnh Medicare là bác sĩ đó là giỏi lắm rồi. Phần còn lại là toàn xương sổ do bảo hiểm của tiểu bang Medicaid hoặc là bảo hiểm hạng rồi như United Health hoặc là Aetna. Nói tóm lại, lương bác sĩ của Mỹ rất phức tạp. Đòi lương từ hãng bảo hiểm như là đòi nợ. Bác sĩ cần phải có một team để mà chuyên đòi tiền dịch vụ cho mình. Chính phủ Mỹ và các hãng bảo hiểm luôn tìm cách để tiết kiệm tiền, nên họ xem kỹ các bill tính tiền và tìm cách từ chối nếu như là không hợp lệ. Vì vậy, nghề tính lương bác sĩ và nghề tính mã bệnh là một nghề chuyên nghiệp. Nếu chẳng may sau khi gửi giấy tờ tính tiền lên thiếu một chi tiết gì đó, bệnh sử chẳng hạn, thì hãng bảo hiểm có quyền từ chối chi trả, bác sĩ lại trắng tay. Hàng năm, Quốc hội Mỹ lại có thể thay đổi các chi phí RVU và hướng dẫn Medicare dẫn đến thay đổi về lương. Chưa hết, chi phí bảo hiểm chuyên khoa càng ngày càng mắc, nên kinh doanh ngành y tại Mỹ cực kỳ phức tạp, có cả núi giấy tờ. Đòi hỏi bác sĩ và chủ phòng khám phải học hỏi cập nhật liên tục và rất dễ không lấy được tiền. Tôi hay nói đùa với các đồng nghiệp khác là tôi nên lấy luôn bằng tiến sĩ về kinh doanh ngành y để học các thủ tục và giấy tờ một cách có hệ thống. Cứ mỗi vài tháng lại có các lớp cập nhật về vì tính tiền và mã bệnh. Các bác sĩ của Mỹ chạy theo thiệt là mệt quá.
Lâu nay, nhiều người đã được biết đến khả năng học tập xuất sắc của những học sinh gốc Việt trên đất Mỹ, với khá đông các em đạt danh hiệu thủ khoa. Và đây là hai gương mặt điển hình. Nữ thủ khoa đầu tiên với ước mơ thuốc chữa bệnh cho người nghèo, gương mặt thứ nhất đó là Amy, cô gái 17 tuổi đã tốt nghiệp thủ khoa trường trung học Edison thuộc thành phố Huntington Beach, California với số điểm là 5.2. Amy là người ham thích đọc sách từ khi còn bé. Cô bé Amy đã luôn được những bạn bè đánh giá cao về thành tích học tập. Trong suốt những năm ở trung học, năm học nào Amy cũng đạt được điểm 4.6 trở lên. Em rất thích những môn toán, vật lý và văn học. Ngoài học ở trường, Amy lại còn tham gia những sinh hoạt cộng đồng. Ở thành phố Huntington Beach có ban dịch vụ cộng đồng Community Service Department. Em làm tình nguyện viên ở đó. Amy cho biết là em rất thích và rất tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội. Em đã tham gia quyên tiền ủng hộ những nạn nhân của trận bão Katrina và trận động đất Haiti. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa, Amy đã chọn ghi danh vào học ngành y khoa và công nghệ sinh học tại Đại học UCI, mặc dù Đại học Pennsylvania đã mời mọc cô và cấp học bổng cho cô để theo học trường này, nhưng cô đã không chấp nhận. Vì lý do muốn học gần nhà và gần gia đình, cô đã chọn Đại học UCI, gần mẹ để săn sóc mẹ. Tuy sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng vốn tiếng Việt của Amy rất khá. Có được điều này là vì em đã theo học các lớp Việt ngữ tại chùa từ nhiều năm. Amy cũng biết nhiều về lịch sử của quê nhà, cô thủ khoa gốc Việt này biết chắc mình sẽ trở thành người làm việc trong ngành y tế. Theo Amy, ở Mỹ hầu như là bệnh gì cũng đều có thuốc để chữa, nhưng vấn đề lớn nhất là người ta chế được các thứ thuốc nhưng lại quá đắt. Vì vậy, Amy quyết tâm sẽ theo nghề y dược để bào chế ra những thứ thuốc rẻ hơn, giúp cho những người dân ở Việt Nam và những người nước nghèo mua được thuốc chữa bệnh. Một thủ khoa nữa và cũng khá là đặc biệt, thủ khoa được bầu làm thượng nghị sĩ trẻ. Thủ khoa gốc Việt tiếp theo là em Jenny Lê, trường trung học Clark Lake, thuộc thành phố Houston, bang Texas. Cũng giống như Amy Lê, từ nhỏ cô bé Jenny Lê đã rất mê đọc sách, nhất là sách lịch sử. Vì vậy khi đến trường, Jenny là người có nhiều kiến thức về môn này. Những kiến thức về lịch sử không chỉ giúp cho Jenny trong học tập mà còn khiến em tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường. Em thường xuyên được cử làm đại diện trường trung học Clear Lake đi tham dự những cuộc tranh luận hàng tuần với các trường khác. Đây là những hoạt động do Liên đoàn Tư pháp Quốc gia National Forensic League tổ chức. Trong những cuộc tranh luận, Jenny vừa là diễn giả một mình phát biểu trước cử tọa, vừa tham gia cuộc tranh luận với những học sinh khác. Với những khả năng xuất sắc của mình trong năm học, Jenny được bầu là một trong hai thượng nghị sĩ trẻ đại diện cho học sinh của bang Texas tham gia vào chương trình Thượng nghị viện trẻ nước Mỹ, US Senate Youth Program. Chương trình này được thành lập từ năm 1962, được chính Thượng viện Mỹ đỡ đầu. Để được tham gia chương trình Thượng viện trẻ này, các học sinh phải trải qua quá trình cạnh tranh rất là gay gắt. Tháng 3 năm 2010, Jenny đã cùng 104 học sinh đại diện hơn 50 tiểu bang trên khắp nước Mỹ đã đến thủ đô Washington tham gia chương trình này. Kể lại một số kinh nghiệm trong một tuần lễ tham gia chương trình, Jenny cho biết là học sinh chúng em được nói chuyện với ông Tổng thống Obama và rất nhiều người khác như là bà thẩm phán Sotomayor của tối cao Pháp viện, nên được học rất nhiều về chính trị. Ngoài ra, Jenny còn tham gia các hoạt động gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ở Mỹ. Jenny đã theo học tiếng Việt vào cuối tuần trong suốt 11 năm. Em đã đọc nhiều sách lịch sử Việt Nam, chủ yếu là lịch sử dân tộc trong những thời kỳ xa xưa. Sau khi trở thành thủ khoa của trường trung học Clear Lake, năm học 2009 và 2010, Jenny đã được nhận học bổng 53.000 USD trên một năm của trường đại học Harvard để theo học cử nhân luật trong 4 năm tại đại học lừng danh này. Jenny cho biết là ngoài ngành luật, em dự tính sẽ học về kinh tế hoặc là chính trị trong 4 năm đầu tại đại học Harvard. Còn về tương lai xa hơn, Jenny muốn làm việc trong ngành ngoại giao cho chính phủ Mỹ. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.